Có dịp đến thành phố biển Nha Trang, chúng tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của đại lý Toàn Phát, một trong những đại lý có tốc độ tăng trưởng tốt của tập đoàn Osdor. Đại lý của tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Phát ở địa chỉ 589-591 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Phát được thành lập từ năm 2004 đến nay. Mới đầu thì công ty chúng tôi thì chỉ phát triển trong cái tỉnh Khánh Hòa. Sau đó chúng tôi đã phát triển và đã phát triển mạnh hơn và quy mô để sang tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Các cái tỉnh thành đều có cái văn phòng đại diện của công ty Toàn Phát chúng tôi. Tính đến nay, Toàn Phát đã có mặt trên thị trường 14 năm. Người dân tại địa bàn Khánh Hòa, ai có nhu cầu lắp cửa là được giới thiệu ngay tới siêu thị cửa Toàn Phát nằm nổi bật trên đường Lê Hồng Phong. Tại đây, nhân viên của Toàn Phát ai nấy cũng đều có tác phong chuyên nghiệp và tận tình tư vấn cho khách hàng. Bởi vì thế mà bao nhiêu năm qua, Toàn Phát luôn là một địa chỉ tin cậy của người dân tại tỉnh Khánh Hòa. Quy mô kinh doanh của Toàn Phát cũng ngày càng mở rộng hơn. Khi được hỏi về bí quyết kinh doanh của đại lý, chị Tám đã chia sẻ. Quan điểm kinh doanh của công ty Toàn Phát chúng tôi thì phải làm uy tín với khách hàng, phải làm thật và phải uy tín, lấy khách hàng là trọng tâm. Nên là do đó là khi mà tìm đối tác, những cái đối tác làm ăn với công ty Toàn Phát thì chúng tôi lựa chọn cũng rất là khắt khe. Gặp gỡ chị Tám, chúng tôi ấn tượng về chị là một người phụ nữ quyết đoán và có tài năng kinh doanh. Lắng nghe chị kể về những ngày đầu thành lập Toàn Phát cho đến nay, chúng tôi đều cảm phục hành trình dài vợ chồng chị đã nỗ lực chèo lái Toàn Phát lớn mạnh đến ngày hôm nay. Chị Tám cũng bồi hồi chia sẻ với chúng tôi khi nhắc về cơ duyên được hợp tác với Osdor. Công ty Toàn Phát chúng tôi hợp tác với công ty Osdor từ năm 2006. Khi đó cái thị trường cực cuốn ở khu vực Khánh Hòa, cực cuốn Khe Thoáng, cực cuốn Công Nghệ Đức thì mới bắt đầu phát triển. Và đơn vị chúng tôi thì cũng tìm hiểu các cái đối tác mà làm cực cuốn Công Nghệ Đức có thương hiệu và phải làm tốt thì chúng tôi mới hợp tác. Thì cũng tình cờ thì là công ty Osdor họ tung ra thị trường ở Nha Trang, Khánh Hòa. Và họ mời chào đơn vị chúng tôi. Sau khi chúng tôi tìm hiểu và tham khảo rất là chặt chẽ từ cái quy mô sản xuất, cái công nghệ sản xuất và cái sản phẩm, thì chúng tôi thấy rằng là sản phẩm cuộc cuốn Osdor là một cái sản phẩm tốt, đứng đầu trên thị trường. Cho nên từ lý do đó chúng tôi quyết định chọn Osdor và làm hợp tác với công ty chúng tôi, và chúng tôi trở thành đại lý của Osdor từ đó đến bây giờ. Thì qua nhiều năm, thời gian đầu từ 2006 thì cũng có nhiều cái khó khăn, ví dụ như là sản phẩm còn mới này, giá cả thì nó cũng cao, khách hàng chưa biết đến nhiều. Nhưng sau đó chúng tôi tư vấn cho khách hàng rất là tận tình và có những cái sản phẩm mà chúng tôi là đã làm lên trên các cái công trình, khách hàng thấy đẹp và truyền tai nhau. Từ đó là khách hàng đến với Toàn Phát chúng tôi ngày càng đông, cũng giống như là khách hàng biết đến cái sản phẩm cực cuốn Osdor ngày càng nhiều hơn. 12 năm đồng hành là một chặng đường có nhiều khó khăn mà cũng đầy tự hào của Osdor và Toàn Phát. Để có thể gắn bó với nhau một chặng đường dài như vậy, chị Tám cũng cho biết đó là nhờ sự hỗ trợ tận tình của Osdor dành cho cơ sở của chị cũng như hệ thống các đại lý trên toàn quốc. Osdor luôn hỗ trợ là về cái công cụ bán hàng và những cái phương tiện truyền thông quảng cáo rất là tốt. Bên cạnh đó thì mỗi tỉnh họ đều có một quản lý khu vực ở tỉnh đó. Cho nên khi có vấn đề gì chúng tôi khúc mắc hoặc là cần giải quyết thì sẽ có quản lý khu vực đến làm việc và giải quyết ngay. Từ đó chúng tôi cũng rất là tin tưởng. Và bên cạnh đó thì hàng năm công ty Osdor cũng tổ chức các cái buổi mà
đào tạo hoặc là nâng cao tay nghề cho công nhân, thì công ty Toàn Phát chúng tôi cũng cử công nhân đi tham gia, từ đó cái tay nghề công nhân cũng được nâng cao và cái sản phẩm cũng nhiều người được biết đến nhiều hơn. Được lắng nghe những chia sẻ của chị Tám, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm chân thành của chị dành cho Osdor. Có lúc thị trường cửa cuốn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Toàn Phát vẫn luôn song hành cùng Osdor vượt qua những thăng trầm đó và trở thành một trong những đại lý tiêu biểu của Osdor tại khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam.